Rồi, G-Sport xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối tai nghe cardo với điện thoại và tai nghe cardo với một số thiết bị tai nghe khác để giúp cho các anh em mình đi phượt hay là đi đội, đi team với nhau thì có thể đàm được và nói chuyện được với nhau. Đấy. Thì cái tai nghe cardo này khi chúng ta kết nối nếu mà kết nối bình thường với máy điện thoại không thì chúng ta sẽ không cần tải ứng dụng. Đấy. Thì kết nối không thì chúng mình sẽ làm những cái bước như sau. Đầu tiên thì các bạn để ý này, trên cái mặt tai nghe cardo này thì nó sẽ có ba biểu tượng, đó là biểu tượng nút wifi này, biểu tượng nút của gọi này và một biểu tượng nút play. Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ kích hoạt mở cái tai nghe này lên bằng việc là chúng ta sẽ giữ tổ hợp phím nút gọi và nút play, chúng mình sẽ giữ trong khoảng 3 đến 5 giây. Đó, thì khi lên đèn rồi, đấy, để tiếp tục lên đèn rồi thì chúng ta sẽ giữ tiếp nút gọi trong vòng, tiếp tục như vậy trong vòng 3 giây để chúng ta sẽ chuyển sang trạng thái kết nối Bluetooth. Đấy, giữ thật chặt. Đó, khi đèn nháy như này là chúng ta đang chuyển sang cái chế độ gọi là chế độ kết nối Bluetooth. Thì sau đó thì mình sẽ mở điện thoại lên, đấy, vào phần cài đặt, chọn Bluetooth. Sau đó thì ở đây thì nó sẽ xuất hiện luôn. Cái này thì mình vừa mới kết nối đây, mình sẽ ấn quên thiết bị để sẽ làm lại cho các bạn xem nhé. Đây, vào phần Bluetooth này. Đấy. Đó, thì nó sẽ hiện ra cái tên này luôn. Tên thì mình vừa đổi thành tên của mình. Đây. Thì chúng mình sẽ ấn vào đây. Đó, vậy là chúng mình đã kết nối được. Rồi, kết nối giữa điện thoại và tai nghe được rồi. Thì bây giờ chúng mình sẽ có thể nghe nhạc và có thể nghe gọi, nói chuyện qua tai nghe là được hết rồi. Khi đã kết nối Bluetooth với điện thoại xong rồi thì bây giờ chúng mình sẽ bật nhạc nhé. Đây, thì chúng mình sẽ nghe thử. Cái thương hiệu JBL này chúng mình nghe rất là êm tai, rất là bass, rất là to. Đây. Đây, các bạn cùng nghe thử nhé. Đó, đấy. Và ở đây thì khi đấy là phần tai nghe, còn đến phần micro này thì khi có người gọi đến ấy thì chúng mình sẽ nhấn vào cái nút này, nút cuộc gọi này, nút cuộc gọi đấy, thì chúng mình sẽ nói chuyện bằng micro được nhé các bạn nhé. Đấy, thì các bạn mình chỉ cần nhấn này thì nó sẽ đổi sang cái chế độ, ví dụ các bạn đang nghe nhạc thì khi có người gọi đến thì mình ấn chế độ gọi này thì nó sẽ chuyển sang chế độ gọi điện thoại.